chào tất cả anh em nha. Thì ngày hôm nay mình tiếp tục chia sẻ đến anh em thêm một gốc mai khủng bạn. Gốc mai này thì khá là nổi tiếng ở huyện Cai Lệ bạn ơi. Nằm ngay chỗ cây xăng các bạn. Hôm nay thì mình ra lúc mà nó đang nở bông khá là nhiều bạn. Mình quay chia sẻ đến cho anh em xem. Hôm trước thì mình cũng có ghé đây mà lúc đó thì nó chưa có nở bông nhiều như bữa nay bạn. Nay nó mới nở. Cây này thì mình đi qua đi lại cũng rất là nhiều lần các bạn. Mấy năm trước thì mình không có dịp mình đi ngang đây lúc nó nở bông mà. Mình chưa thấy cái mặt bông đó mà. Ngày hôm nay mình đến đây mình coi chi tiết coi cái mặt bông nó như thế nào bạn. Có đẹp hay không? Đây là bông đó bạn. Bông này thì mình thấy nó năm cánh nha anh em, mà nó nhỏ chùm lá đẹp. Cây này thì nó nở, hình như mình thấy là còn một số nụ mà nó còn chưa bung bông ra đó bạn ơi. Cái này khoảng chừng 2-3 bữa đó bạn, bông nó sẽ ra rất là nhiều nha anh em. Thường thì mình đi ngang nè bạn, mình thấy khá là nhiều anh em đứng đến chụp hình quay phim bạn để lưu lại những cái khoảnh khắc mà đẹp nhất của cây mai này bạn. Cái cây mai này nói chung là nổi tiếng nhất ở khu vực huyện Cai Lệ này rồi bạn, ai cũng biết hết rồi này. Cây này mình nghĩ chiều cao nó rơi vào khoảng tầm 8 mét mấy bạn, 9 mét. Còn cái đường kính nó qua thì nó tầm đâu đó khoảng 7-8 mét vậy nè anh em. Về mặt tổng thể thì cái bông này nó cũng không có bự nha bạn, nhưng mà khi mà mình đứng gần gốc bạn rất là thơm, nó cực kỳ thơm luôn nha anh em. Cái cành đó thì nó ra bông cũng chưa có hết nè bạn, rất là đẹp luôn, nó là cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Đây em thấy đó, có khá là nhiều người đến chụp hình mà, để phim mà. Rất là nhiều luôn nè. Trong mà, trong là cái gốc mà, gốc này khá là lớn vậy nè. Cái này chắc thuộc dạng cổ thụ luôn rồi nè. Đây nó có điểm nó mọc từ thân nè bạn. Số điểm mọc từ thân. Cũng khá là hay bạn. Cái này mình nghĩ là mình nhìn từ xa anh em, nhìn từ xa mấy đẹp, khi mà lại gần thì nó cũng hơi ít bông mà rất là đẹp. Cây này thì mình thấy đẹp mình chia sẻ cho anh em để anh em tham khảo thôi bạn. Còn cái cây này thì của người ta nha anh em, anh em đừng có bình luận hỏi mua bán giá trị nhiều quá thì anh em đừng có hỏi chuyện đó nha, không có trả lời mấy cái vấn đề ngoài luồng đó. Đây hôm nay cái buổi sáng là khá là mát mà này. Đỉnh điểm nhất của cái bông này nó ra mà, như mình thấy ở phía trên ngọn này mà còn khá là nhiều nụ nè. Đây
nãy em thấy là trên ngọn rất là nhiều nụ nè. Mình nghĩ chắc tầm một bữa hai bữa nữa mới đỉnh nhất mà. Này anh em nào có dịp về Cà Lậy bạn, đi ngang con đường từ ngoài chợ Cà Lậy mà anh em đi về hướng phà Cũng Hiệp bạn, thì sẽ ngang cái chỗ này bạn. Nếu có hữu duyên thì anh em ghé vào xem thử, chiêm ngưỡng tác phẩm quý của mẹ thiên nhiên bạn ơi, rất là đẹp. Thường thường các bạn, mấy cái năm về trước bạn thì nói chung là ai qua quay phim này kia cũng dễ bạn, sau này có nhiều anh em làm tầm bậy tầm bạ bạn, cái mai nhiều khi cái mai của người ta không có bán, anh em lên anh em giao bán này kia bạn. Hôm nay thấy đương nhiên cây xăng cũng hơi khó khăn bạn, thì quay phải xin phép thì lại quay người ta không có cho quay bạn, cho mấy số anh em thì thấy lên cái anh em nói buôn bán mà thật sự người ta đâu có bán đâu, nói chi vậy. Rồi nói chung là mình cũng video này cũng hơi dài mà, xin chào tạm biệt tất cả anh em, hẹn gặp lại nhân dịp năm mới. Thì mình cũng gửi lời cảm ơn như là chúc đến toàn thể anh em, những người đam mê về cây mai bạn, có một cái xuân 2020 tràn đầy niềm vui và hạnh phúc bạn, làm ăn phát tài phát đạt cho anh em. Anh em thích những gốc mai khủng, anh em có thể đăng ký kênh mình, theo dõi kênh mình vào lúc 18 giờ hàng ngày bạn, kênh YouTube Cánh Đồng Miền Tây bạn. Thì trong thời gian tới thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ những gốc mai khủng các bạn, để coi nó nở bông những dịp Tết thì như thế nào. Và thường thường những gốc mai này thì tính bằng tiền tỷ bạn. Thì những gốc mai mà mình chuẩn bị chia sẻ cho anh em trong thời gian tới đây thì nó cũng rơi vào khoảng tầm rẻ nhất thì khoảng tầm 2 tỷ các bạn, mắc nhất thì rơi vào khoảng mười mấy tỷ. Và những cái giá đó thì mình nghĩ là cũng hợp lý thôi, nhưng mà để so sánh các bạn thì mình sẽ cố gắng mình đến những cái nơi mình đã chia sẻ lúc trước á, mình quay lại cái bông coi nó có thật sự nó đẹp như chủ vườn nói hay không, hay đó là những lời mà người ta nói khoác các bạn, để anh em cho nó dễ nói về cái giá trị của mai cho nó dễ mà. Rồi chào tạm biệt tất cả anh em, hẹn gặp lại các bạn ơi.